Chị xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 5 năm 2021. Mở đầu là bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Belarus ép phi cơ dân dụng hạ cánh để bắt nhà đối lập. Liên Âu và Mỹ phản ứng mạnh mẽ. Tổng thống Belarus Lukashenko hôm 23 tháng 5 bất ngờ ra lệnh cho chiến đấu cơ bay lên ngăn chặn một máy bay của hãng hàng không Ryanair từ Athens tại Hy Lạp bay đến Vilnius ở Litva, buộc máy bay phải hạ cánh xuống phi trường thủ đô Minsk. Một nhà báo đối lập Belarus trong chuyến bay đã bị bắt giữ. Hành động bị coi là không tặc kể trên đã bị hầu hết các nước châu Âu cũng như là Mỹ lên án. Từ Moscow, thông tín viên FFI Jean Didier Revoin phụ trách khu vực tường trình vụ việc như sau. Viện cớ có chất nổ trên chuyến bay của hãng Ryanair nối liền Athens và Vilnius. Một chiến đấu cơ của không quân Belarus đã bay lên, buộc chiếc máy bay chở khách đổi hướng để hạ cánh xuống phi trường Minsk. Sau khi kiểm tra, trên phi cơ không có chất nổ, nhưng chính quyền Belarus đã bắt giữ một hành khách là ông Roman Protasevich, một nhân vật đối lập với chế độ của Lukashenko. Nhà báo trẻ này là một trong những người sáng lập ra Nexta, một kênh tin tức độc lập trên mạng Telegram, vốn đã trở thành một trong những nguồn thông tin chính về các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Belarus. 169 hành khách khác trên máy bay thì đã đến được lịch và muộn hơn một chút so với dự kiến. Hành động chặn bắt máy bay hàng không dân dụng của chính quyền Belarus đã khiến nhiều nước châu Âu phẫn nộ. Ba Lan tố cáo một hành động khủng bố nhà nước. Còn nước Pháp gọi đó là một vụ không tặc không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi 27 thành viên của Liên hiệp châu Âu có phản ứng kiên quyết và thống nhất. Về phần mình, London đã cảnh báo Tổng thống Belarus rằng ông có nguy cơ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng sau hành động ngông cuồng này. Còn đối với bà Svetlana Tikhanovskaya, lãnh đạo phe đối lập của Belarus, hiện đang sống lưu vong, bà cũng lên án hành vi đó và nói thêm rằng bà đã sử dụng một chuyến bay tương tự cách đây một tuần. Liên Âu chuẩn bị tăng cường trừng phạt Belarus. Vụ chuyến bay của hãng Ryanair bị Belarus chặn bắt đã làm đảo lộn chương trình nghị sự của Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu dự trù mở ra kể từ tối ngày 24 tháng 5. Ngoài chủ đề chính là quan hệ với Nga và Anh quốc, các nước Liên Âu sẽ phải xem xét các biện pháp trừng phạt Belarus. Trong một thông cáo công bố vào sáng ngày 23 tháng 5, ông Joseph Borrell, lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, đã cho rằng việc ép buộc một chuyến bay giữa hai thủ đô của khối Liên Âu là một hành vi không thể chấp nhận được và Liên Âu sẽ xem xét hệ quả của hành động này. Trong đó có những biện pháp trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm, cũng như kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về hành động của Belarus. Ngay từ hôm 23 tháng 5, trên mạng Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đe dọa rằng hành vi đáng phẫn nộ và bất hợp pháp của chính phủ Belarus sẽ bị lãnh hậu quả. Sau cuộc bầu cử tổng thống bị cho là gian lận vào năm ngoái, chính quyền Lukashenko đã bị ba loạt trừng phạt của Liên Âu và một loạt thứ tư nhắm vào các quan chức cấp cao được dự trù, ngay cả trước khi xảy ra vụ Ryanair. Theo hãng tin Anh Reuters, các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể bao gồm việc cấm các hãng hàng không Liên Âu quá cảnh không phận Belarus, cấm hãng hàng không Belavia của Belarus sử dụng các sân bay của Liên hiệp châu Âu, thậm chí là không cho Belarus quá cảnh Liên Âu kể cả bằng đường bộ. Thái độ phẫn nộ về vụ máy bay Ryanair có thể ảnh hưởng đến cuộc thảo luận hôm 23 tháng 5 của giới lãnh đạo Liên Âu về quan hệ với Nga, chỗ dựa chính của tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Cho đến nay, Brussels đã miễn cưỡng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chế độ Belarus vì sợ sẽ thúc đẩy ông Lukashenko xích lại gần Moscow hơn nữa. Hành động của Belarus không chỉ khiến Liên Âu bất bình, Washington vào hôm 23 tháng 5 cũng mạnh mẽ lên án vụ ép buộc phi cơ của hãng hàng không Ryanair chuyển hướng tới Belarus cũng như bắt giữ một nhà báo đối lập trên chuyến bay này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đòi Minsk lập tức trả tự do cho nhà báo Roman Prostasevich, đồng thời tố cáo một hành động gây sốc đe dọa tính mạng của hơn 120 hành khách, trong đó có công dân Mỹ. Chặng phi cơ dân sự bắt nhà đối lập chính quyền Belarus muốn gửi một tín hiệu mạnh đến Liên Âu. Truyền thông nhà nước Belarus đồng loạt khẳng định việc chiến đấu cơ mig 29 chặng chuyến bay FR-4978 từ Athens đến Vilnius là do báo động có bom và đây là một phản ứng bình thường phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Theo truyền thông Belarus, cơ quan điều khiển không lưu phải có trách nhiệm đề nghị phi hành đoàn hạ cánh xuống sân bay gần nhất vào thời điểm nhận được thông tin báo động và cụ thể sân bay gần nhất trong trường hợp này là thủ đô Minsk. Báo chí nhà nước Belarus bác bỏ việc buộc máy bay hạ cánh có mục tiêu bắt giữ nhà đối lập Roman Protasevich, người có mặt trên máy bay. Theo truyền hình nhà nước Belarus, hành khách Protasevich chỉ khiến cơ quan an ninh để ý vào thời điểm các du khách đi qua cửa kiểm soát. Theo kênh truyền thông không chính thức của Phủ Tổng thống Belarus Telegram Pun Pekvogo, việc một kẻ khủng bố có mặt trong số các du khách không phải là lỗi của những người đã đưa ra quyết định trợ giúp hành khách chuyến bay này được Nga hậu thuẫn, chế độ Lukashenko sẵn sàng bóp chết đối lập. Trả lời đài RFI, nhà xã hội học Ronan Hevwet, chuyên gia về Belarus, giảng viên Đại học Bordeaux, nhận định rằng sự việc nói trên là tín hiệu rất mạnh của chính quyền Belarus gửi đến Liên Âu. Điều đó có nghĩa là chính quyền Lukashenko sẵn sàng dùng mọi cách để bóp chết phong trào đối lập và áp lực của Liên Hiệp Châu Âu nhằm thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền Belarus và đối lập đã không hề mang lại kết quả. Báo đối lập Nexta đã đóng vai trò thực sự quan trọng trong phong trào phản kháng đòi dân chủ tại Belarus vào tháng 8 năm 2020 và nhiều tuần, nhiều tháng tiếp theo đó đã có nhiều thông tin, phim, video về các hành động đàn áp của cảnh sát đã được phổ biến nhờ báo mạng Nexta. Báo đối lập Nexta đã là một tác nhân làm suy yếu chế độ Lukashenko. Tôi cho rằng những người chủ trì Nexta chính là đối tượng quan trọng của chính quyền Belarus. Chế độ Lukashenko phải chấm dứt được các hoạt động của các mạng báo chí độc lập này để có thể áp đặt trở lại nền cai trị sắt đá tại quốc gia này. Về phía phản ứng của Liên hiệp châu Âu chính quyền Minsk không mấy lo ngại, ông Lukashenko đã thành công trong việc có được sự ủng hộ của tổng thống Nga Putin. Tổng thống Nga cũng đã không lưỡng lự khi đầu độc một nhà lãnh đạo đối lập đây thực sự là một hành động cho thấy chính quyền Lukashenko có thể đàn áp nếu họ muốn và vào bất cứ lúc nào để nhằm cho thấy họ đang kiểm soát toàn bộ tình hình và tất cả những kêu gọi về chính trị, đạo lý hay ngoại giao trong hiện tại đều không mang lại tác động gì. Theo hãng thông tấn xã Pháp, Bộ ngoại giao Nga đã ngay lập tức lên tiếng ủng hộ chính quyền Belarus chống lại các lên án từ phương Tây. Trên Facebook, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mỉa mai rằng việc các nước phương Tây coi sự cố trong không phận Belarus là một chuyện gây sốc, quả là một điều chướng tai gai mắt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc ngược trở lại khi khẳng định trong quá khứ các nước phương Tây đã từng là thủ phạm của nhiều vụ bắt cóc, buộc máy bay hạ cánh và bắt người bất hợp pháp. Thưa quý vị, Đài phát thanh quốc tế Pháp tiếp tục đưa tin về tình hình tại Miếng Điện, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi lần đầu tiên trực tiếp ra tòa. Ngày 24 tháng 5, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, cựu lãnh đạo chính phủ dân sự Miến Điện bà Aung San Suu Kyi, trực tiếp có mặt trong một phiên tòa của tập đoàn quân sự xét xử bà về nhiều tội danh. Ngay trong lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với luật sư, bà Aung San Suu Kyi đã truyền đi một thông điệp thách thức tập đoàn quân sự. Trả lời hãng thông tấn xã Pháp, luật sư Min Min Seo cho biết bà Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, sức khỏe tốt. Vị luật sư này cùng một số đồng nghiệp được phép tiếp xúc với thân chủ trong vòng 30 phút. Ngay trước khi ra tòa, cựu lãnh đạo chính phủ dân sự đã đưa ra một thông điệp thách thức. Qua các luật sư, bà khẳng định đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ tồn tại đến khi nào nhân dân miếng điện còn bởi chính nhân dân đã lập ra đảng chính trị này. Sau khi tiến hành đảo chính và đàn áp khốc liệt phong trào đòi dân chủ, triệt hạ các biểu tượng của nền dân chủ miếng điện là sách lược hiện nay của Tập đoàn Quân sự thông qua phiên tòa xét xử cựu cố vấn nhà nước miếng điện Aung San Suu Kyi, cũng như yêu cầu giải tán đảng do bà lãnh đạo trước đây. Thông tin viên Juliet Verla, tường trình từ Rangoon. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đảo chính, việc xét xử bà Aung San Suu Kyi diễn ra với sự có mặt trực tiếp của bị cáo. Cho đến nay, các phiên xử đều được tiến hành qua mạng và đôi khi bị hủy do không có kết nối Internet. Cố vấn nhà nước Miếng Điện vẫn không được phép tiếp xúc với luật sư Kim Maung người yêu cầu được có buổi làm việc riêng với thân chủ. Bà Asasuki đối diện với nhiều tội danh, từ sở hữu bất hợp pháp máy bộ đàm không có giấy phép, đến việc không tôn trọng luật về bí mật quốc gia có thể khiến bà bị phạt đến 14 năm tù. Dân chúng miếng Điện nhìn chung coi các cáo buộc này là phi lý. Chiến thuật của quân đội là rõ ràng, khi cản trở bà Aosazuki xuất hiện trước công chúng, kéo dài việc xét xử và áp đặt các tội danh nặng nề, tập đoàn quân sự tìm cách làm dân chúng mệt mỏi, mức độ ủng hộ với bà Aosazuki sẽ sụt giảm và kết liễu tương lai chính trị của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ thứ sáu tuần trước ủy ban bầu cử do quân đội bổ nhiệm yêu cầu giải tán đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ của bà Suu Kyi với cáo buộc là gian lận bầu cử giới tướng lãnh tiếp tục thi hành các biện pháp nhằm triệt hạ các biểu tượng dân chủ của miến điện theo nhà chính trị học Richard Horsey thuộc tổ chức phi chính phủ International Crisis Group, việc tập đoàn quân sự cho phép bà Aung San Suu Kyi tiếp xúc với luật sư cho thấy chế độ của các tướng lãnh đã cảm thấy tự tin hơn bất chấp mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng và những kháng cự chống chế độ đang diễn ra. Phiên tòa tới sẽ diễn ra ngày 7 tháng 6. Hồi cuối tuần trước, trả lời truyền thông địa phương, thủ lĩnh tập đoàn quân sự tuyên bố xóa bỏ mức quy định tuổi về hưu 65 tuổi đối với các tướng lĩnh như trước đây. Quyết định này cho phép lãnh đạo tập đoàn quân sự tiếp tục tại vị sau tháng 7 năm 2021. Lực lượng tự vệ kháng chiến PDF tấn công nhiều trụ sở cảnh sát về đụng độ giữa quân đội và các lực lượng kháng chiến, hãng thông tấn xã Pháp cho hay chiến sự diễn ra dữ dội hôm 23-24 tháng 5 tại bang miền đông Kaya giáp với Thái Lan giữa quân chính quyền và lực lượng vũ trang sắc tộc Karen. Theo lực lượng tự vệ kháng chiến, ít nhất khoảng 30 binh sĩ và cảnh sát bị tiêu diệt trong đụng độ ở miền đông đất nước. PDF đã tấn công một trụ sở cảnh sát ở thị xã Mopi, cách thủ đô Napido khoảng 100 km về phía đông. PDF bao gồm các thường dân Vũ Trang được lập ra hồi tháng trước để chống lại các đàn áp của quân đội. Theo tổ chức nhân quyền AAPP, ít nhất 818 thường dân bị giết hại kể từ khi đảo chính ngày 1 tháng 2, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Thủ lĩnh tập đoàn quân sự Min Aung Hlaing cho rằng chỉ có 300 thường dân thiệt mạng cùng với 47 cảnh sát. Và bây giờ là bản tin của Đài tiếng nói Hoa Kỳ mỹ sắp chuyển giao tàu tuần duyên lớp hamilton thứ hai cho việt nam tàu tuần duyên USCGC John Midgett đã hoàn tất thủ tục gắn cờ Việt Nam cũng như chạy thử cuối cùng và sẽ được phía Mỹ bàn giao cho Việt Nam vào cuối tháng này. Cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh hôm 24 tháng 5 cho biết trong một đăng tải trên Twitter rằng tàu USCGC John Midgett đã sẵn sàng để được bàn giao cho Việt Nam sau khi được sơn lại và gắn tên CBS 8021. Thông tin này cũng được truyền thông chính thống trong nước đưa tin sau khi xuất hiện hình ảnh của một tàu tuần duyên có sơn cờ Việt Nam và dòng chữ Việt Nam Coast Guard, Cảnh sát biển Việt Nam, đi qua khu vực Edmonds của tiểu bang Washington hôm 18 tháng 5 trên trang báo mạng của Mỹ, My Edmonds News. Những hình ảnh này cũng được đăng tải trên trang Facebook dành cho con tàu từng nằm trong hệ thống tuần duyên của Hoa Kỳ, USCGC Midgate. Theo báo tuổi trẻ, một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận tàu John McGate sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào cuối tháng này. Người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Mỹ cho tờ tuổi trẻ biết rằng con tàu đang ở Seattle, Washington, nơi nó sẽ có những điều chỉnh và huấn luyện cuối cùng trước khi được giao cho phía Việt Nam trong tháng 5. Trước đó, hôm 19 tháng 5, tờ Thanh Niên cho biết một tàu cảnh sát biển Việt Nam vốn là chiếc John McGate, WHEC 726 vừa sơn xong và có số hiệu 8021 của tuần duyên Việt Nam đang chạy thử ở Seattle, Washington. Đăng tải của đại sứ Vinh cho biết con tàu sắp được Mỹ bàn giao cho Việt Nam là tàu lớp Hamilton. Được biết, đây là một trong 12 con tàu lớp Hamilton mà Mỹ đóng trong thập kỷ 1960 để sử dụng trong thời gian chiến tranh lạnh. Đây sẽ là con tàu tuần duyên thứ hai thuộc lớp Hamilton mà Mỹ giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa sau tàu USCGC Morgenthal được biên chế vào cảnh sát biển Việt Nam với số hiệu CSG 8020 vào cuối năm 2017. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong chuyến thăm Hà Nội hồi cuối năm 2019 cũng khẳng định rằng dự kiến Việt Nam sẽ nhận một tàu tuần duyên lớp Hamilton đã ngừng hoạt động từ Hoa Kỳ vào năm 2020 để sử dụng cho các cuộc tuần tra trên biển Đông. Theo báo Tuổi Trẻ, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách chính trị quốc phòng Clark Cooper cho biết rằng ban đầu Mỹ dự kiến giao cho Việt Nam con tàu này vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay được biết việc chuyển đổi tàu john mickate thành tàu tuần duyên cho việt nam bị chậm trễ do ảnh hưởng của đại dịch covid đối với các hoạt động của hải quân mỹ mỹ và việt nam đã thắt chặt hơn việc hợp tác quốc phòng trong những năm gần đây trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của trung quốc trong khu vực nhất là các hoạt động tuyên bố chủ quyền của bắc kinh trên biển đông theo phân tích của tiến sĩ Satoru Nagao của Viện Hudson của Mỹ với tờ tuổi trẻ, John Mickett là lớp tàu Hamilton thứ hai đưa sang Việt Nam, đồng nghĩa với việc hiện nay thiết bị chính của cảnh sát biển Việt Nam là từ Mỹ đưa sang. Do đó, theo tiến sĩ Nagao, thì điều này đòi hỏi sự hợp tác sâu hơn về việc hỗ trợ cách thức vận hành và kết quả là quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ sẽ được cải thiện hơn. Gần đây có những thông tin liên quan đến việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có thể thăm Việt Nam trong tháng 6 này. Khi được hỏi về điều này, người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được truyền thông trích lời cho biết, quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ thời gian qua duy trì đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó gồm hợp tác về an ninh và quốc phòng.